Alo, xin chào tất cả các bạn nha. Rất vui được gặp lại các bạn. Thì hôm nay là cũng đã mấy tháng rồi, 3 tháng, hơn 3 tháng là các bạn ơi, mình không đi làm lại. Thì ngày hôm nay là mình chạy xe lại là các bạn, ngày đầu chạy lại các bạn ơi. Thì bây giờ mình đang đi xe không, mình đang chạy xe không, mình vô mình rước khách các bạn ơi. Thì đi xe hôm nay đi xe 16 chỗ các bạn, 16 chỗ nhưng mà chở có 2 người à. Ở sau thì đi cái này, mình đi này là mình chở bên hai ông bên bảo tồn động vật hoang dã các bạn. Người ta đi nhận thú rừng á các bạn, nhận thú rừng về người ta để người ta chăm sóc, người ta bảo tồn các bạn. Thì hôm nay từ Đồng Nai mình đi xuống dưới Bạc Liêu các bạn ơi. Camera mình lấy cái camera, cái chân mình nó bị chạy nó sơ xích đó các bạn, rung quá. Thì hôm nay mình chở hai ông về Bạc Liêu, về Bạc Liêu để nhận thú rừng các bạn, nhận thú rừng về, thú rừng để đi về người ta bảo tồn, người ta nuôi á các bạn, ở rừng quốc gia thả về rừng quốc gia người ta nuôi, đi về ta chăm sóc mà người ta nuôi, ta bảo tồn các bạn. Thì mình thì cái bên khách bên đây thì mình chở cũng nhiều lần rồi các bạn ơi. Lúc trước có mấy cái clip trước mình có làm thì mình chở khách đi qua bên Đắk Lắk các bạn để nhận thú rừng. Thì nhận thủ tục thú rừng nó cũng lâu lắm các bạn ơi, nó vô công an rồi tòa án này kia nọ. Thường đa số những cái thú rừng mà các bạn biết sao, nó nhiều trường hợp lắm, nào là thú rừng mà ở địa phương đó, công an ở địa phương đó người ta bắt những người, người ta mua bán đó các bạn, ta bắt lại rồi xong cái người ta liên hệ với bên bảo tồn động vật này hoang dã này, người ta tới ta tiếp nhận, nhận để về nuôi lại các bạn. Những thú rừng quý hiếm không à các bạn ơi. Thì hôm nay là mấy tháng rồi các bạn, mấy tháng là mình mới đó, mình mới đi chạy xe lại, dịch bệnh nè đâu có chạy được đâu, ở nhà biết kèn to các bạn, ở nhà biết chịu không nổi các bạn ơi. Đó, thì đi làm, mình đi làm cũng quen rồi, ra đường cũng quen rồi các bạn. Ở nhà mấy tháng trời, nói thật sự không phải nói gì chứ kẹt những đảo chịu, ở nhà giờ tù một ngày mình nói thật chứ các bạn biết không? Các bạn nào ở nhà nó quen rồi thì không sao, mình đi làm quanh năm suốt tháng, mình làm năm mười mấy năm rồi cứ ra đường vậy biết đó, biết nó quen các bạn. Ở nhà một ngày nó thật như giống như là nó thật sự luôn, giống như ở tù chịu không nổi luôn, trời ơi ghê lắm. Đi làm chứ ít nhiều chứ mà nó thoải mái đầu óc các bạn ơi, nó nói lao động là vinh quang mà lang thang là chết đói. Thì bây giờ tới điểm rước khách rồi các bạn ơi, mình đậu đây mình chờ thôi, chừng nào khách tới thì đi thôi các bạn. Đây là tới điểm rước khách rồi, có hai người đi thôi các bạn, tại sao chứ là chở thú rừng này. Rồi mình kiếm chỗ mình ve, mình đậu đây mình chờ các bạn ơi, chờ mấy ship. Yeah, lại sáng cái thằng thợ đó thay cái bình ắc quy, hôm nay 3-4 tháng trời rồi xe không có chạy, bình nó không có sạc các bạn, cái hết bình, cái thay cái bình ắc quy, thay cái bình ắc quy sao nó chậm sao mà cái giờ cái máy cassette với camera mà đèn ve các bạn, cái màn hình đó nó tắt luôn rồi, nó hết lên hết mất, không mở nhạc gì được hết trơn á. Chào các bạn nha, giờ xe thì mình đang đậu đây nữa các bạn, mình chờ người ở bên sông đó, qua các bạn. Sao rồi, bị chết rồi bị thương hay sao? Chết bị thương cho nó gần rồi. Anh có thấy rồi. Chết bị thương cho nó sẵn đó. Nhanh. Vô mấy bệnh viện lớn không có chuyện đó. Điện nhỏ nhỏ. Lo tiền cũng có này. Hả? À, có. Lo tiền cũng có này. Có làm đây mẹ đi. Có. Ừ, có làm đây mẹ để đi. Lo tiền đi. Chế vô mấy chỗ đông người rồi nó tiên á, có ra con trong mắt có
tế. Ừ, trạm y tế đó. Nhanh cho mà, đưa căn cước ra làm trong vòng 15 phút không. Thẳng xe vào đó luôn. Covid. Giờ đi test Covid. Hello, dạ xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, hiện tại giờ mình đang ở Long Thành các bạn. Chở khách tại Long Thành. Đây, xem đây. À, cho khách xuống ghế nhà người thân chơi các bạn ơi. Rồi, cảm ơn. Cho khách vô nhà tại dịch bệnh đó các bạn. Dịch bệnh cho nên mình không có, mình không thích vô nhà ta phiền phức. Số phận á. Dạ. Bộ phim gì chứ? Bộ phim gì? Đằng sau một số phận. Đằng sau một số phận. Ờ, tập 2, tập 4, tập là 6. Cô đóng vai gì? Tôi đóng vai vợ của đại tá là ông Lê Cung Bắc. Đóng vai vợ ông Lê Cung Bắc. À. Ừ. Đằng sau một số phận. Rồi. Dạ. Cứ như vậy nghe Lưu tiên sinh. Tôi hy vọng ở tiên sinh rất nhiều. Tiến hành càng nhanh càng tốt. Nhưng tôi rất là cẩn thận. Chào tiên sinh. À, chào anh em nha. Bây giờ thì 12 giờ rồi các bạn ơi. Thì bây giờ mình cho khách ăn uống rồi đã. Mình đang ở đầu cao tốc Long Thành các bạn ơi. Tại là nếu mà mình không ăn thì mình sẽ lên cao tốc Long Thành, mình đi về Sài Gòn, mình đi về Trung Lương là không có quán cơm nào luôn các bạn ơi. Cho nên là mình cho khách ăn cái đã. Ăn xong rồi quay về tới miền Tây luôn á. Đây có quán cơm lề đường, nó nhỏ thôi chứ không có bự các bạn, nhưng mà bắn rồi. Đây là đầu cao tốc Long Thành đó. Sao đi trái bự dữ hả? Trời ơi, cái trái này chắc phải 5-6 kg quá. Đúng rồi, con đấy phải 5-6 kg. Được không? Hết thân trái sầu riêng luôn. Chứ đừng cỡ chừng 3 kg 3 kg rưỡi là máy mắc tiền. Cái này nó đẹp luôn nha. Quạt em cân thân thấy rất mẹ rồi. À con đang quạt con sẽ sầu điên có mấy ký nè. Trời ơi 10 kg, thiếu 10 kg nghe chưa. Chín ký, chín ký. Ghê giá đầu riêng không? Thôi giờ mình lên đường các bạn ơi. Cơm no đủ say xong giờ lên đường thôi, lên đường đi thôi. Thì xưa là có cầu này là phải thông được sông Tiền hay sông Hậu. Đúng rồi, thông được tất cả các tỉnh nè. Đó cầu này nè. Có nó bắt đèn đẹp lắm anh. Cầu này lợi hại lắm. Với cái cầu là thành phố Vĩnh Long nữa. Đúng rồi. Vĩnh Long không còn những chiến pha xưa. À, xe lên ông nói nó bò luôn kìa. Để ta vong vong trên cầu cho gió làm hết rồi đó. Không có đâu. Đây nè. Cầu gì? Đây nè anh. Bên
gì nó làm hết rồi đó. Làm cái gì? Cao tốc, cao tốc, cao tốc. Chắc vậy đó. Cao tốc. Thuộc cao tốc vậy đó. Cao tốc của miền Tây đó. Đâu có cho chung cái đường này được. Là cao tốc mà. Cao tốc mà phải làm riêng. Thank you.
Alo, chào các bạn nha. Giờ thì mình tới Bạc Liêu rồi các bạn ơi. Tới khách sạn rồi, bây giờ mấy anh vô mướn hay vô khách sạn trong không các bạn ơi? Nó đang mướn khách sạn ở trong á. Thì mình đặt cọc xong rồi, mình mướn phòng xong rồi mình đi khai báo y tế các bạn ơi. Tại trung tâm y tế mình khai báo y tế xong là mình mới về đây. Giờ đây thì cái anh á, ở đây cái anh mà bên kiểm lâm á các bạn. Đó mặc áo trắng á. Mặc áo trắng ở trong á là cái anh ở bên kiểm lâm. Là anh dẫn tụi mình đi khách sạn, mướn khách sạn rồi xong sáng đi tới bên kiểm lâm rồi làm việc, rồi nhận mấy con thú về các bạn. Bây giờ này mướn phòng xong này đi khai báo y tế. Hồi nãy ở đầu Bạc Liêu thì người ta hay bắt khai báo y tế đâu này nọ nhiều lắm các bạn ơi, kiểm soát nhiều lắm. Rồi bây giờ mình để mình vô mình coi phòng sao này, mình đi khai báo y tế rồi xong để mới đi ăn uống các bạn ơi. Hello, chào các bạn ha. Bây giờ thì mình về khách sạn rồi các bạn ơi. Xe mình đậu đây nè. Bây giờ mình vô khách sạn thôi. Dặn nghỉ ngơi thôi. Sao? Viết vào đây. Từ em viết xong rồi em viết. Cầm cái tờ giấy này. Khai báo hả? Địa chỉ thành phố. Khai báo y tế hả? Địa chỉ tại Việt Nam. Rồi. Thôi mình về khách sạn rồi. Thôi video mình xin kết thúc tại đây. Cho Thành cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bye bye. Mình về khách sạn này, ba anh em ngủ chung phòng nè các bạn ơi. Ngừng giường. Thoải mái. Thôi ngủ các bạn ơi. Giờ là khuya rồi. Bye bye các bạn nha.